Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chuyên mục An ninh Cao Bằng. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Bộ Công an vừa tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến từ hội trường lớn Bộ Công an đến hội trường công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ tại Cao Bằng có Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng công an tỉnh. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong công an nhân dân. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác này. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính Tư pháp đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân. Đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương tham luận về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật và tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân. Phát biểu bế mạc buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân lĩnh hội quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bộ trưởng tại buổi lễ để cụ thể hóa thành hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngày 6 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Ích Chánh, sinh năm 1972, hiện là Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong xây dựng cơ bản. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, ông Nguyễn Ích Chánh là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc để xảy ra các sai phạm trong thực hiện một số gói thầu xây dựng cơ bản gây thất thoát tài sản nhà nước. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Chánh, qua đó thu giữ một số tài liệu, chứng cứ có liên quan. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ. Trước đó, vào tháng 7 năm 2022, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố tạm giam bà Hoàng Thị Xuyến, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Bảo Lạc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do các sai phạm trong việc thực hiện các gói thầu tư vấn giám sát của một số công trình xây dựng cơ bản, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Vụ án trong diện Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Cao Bằng theo dõi chỉ đạo. Ngày 5 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm và các phòng chức năng bắt hai đối tượng Vừa A Hầu, sinh năm 1975 và Vừa A Tu, sinh năm 2001, cùng trú tại xóm Nà Hiên, xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm để điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2022, Vừa A Hầu phát hiện anh Vừa A Dính, sinh năm 1985, cùng trú tại xóm Nà Hiên, xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm đang uống rượu tại nhà người quen ở cùng xóm. Do có sự thù hằn với Dính từ trước, Hầu nghĩ là do Dính làm bùa, ngải, khiến cho mình và gia đình bị đau ốm, nên Hầu đã nảy sinh ý định phục kích rồi giết Dính. Đối tượng đã rủ thêm con trai là Vừa A Tu, sinh năm 2001, lấy súng kíp đi đến khu vực trường mầm non Nà Hiên để rình giết Vừa A Dính. Một lúc sau, đối tượng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của hai người đàn ông đi tới, nhận ra giọng của Dính. Ông Hầu giương súng nhằm bắn vào người Dính, sau đó bỏ chạy, phát súng đã khiến Dính tử vong ngay sau đó. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh, chủ trì phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra truy xét đối tượng. Đến 16 giờ 25 phút ngày 5 tháng 11, hai đối tượng Hầu, Tu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.
Kính thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh Cao Bằng vừa ban hành kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, công an các đơn vị, các huyện, thành phố đã và đang khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện tổng rà soát, kiểm tra đối với cơ sở theo kế hoạch, đánh giá đúng thực trạng, khắc phục dứt điểm ngay những thiếu sót tồn tại, kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động. Cụ thể hóa các kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh Cao Bằng về triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương rà soát, lập danh sách 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và cấp phòng. Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, tiến hành thực hiện kiểm tra đối với cơ sở được phân cấp quản lý theo quy định. Sau khi có công văn của Ủy ban nhân tỉnh cũng như là kế hoạch của Bộ Công an, đơn vị đã tham mưu cho Công an tỉnh ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện cái kế hoạch này. Và hiện nay đã tổng kiểm tra rà soát được trên gần 7.000 cơ sở thuộc diện phải quản lý và kiểm tra trong đợt này. Trên các cơ sở hiện nay thì đã được phân cấp cho công an cấp huyện và công an các cấp để quản lý, cũng như là công an cấp xã của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Để đẩy kịp tiến độ về công tác tổng rà soát và kiểm tra đợt này, đơn vị sẽ tham mưu đôn đốc công an các huyện, thành phố cũng như là công an xã nhanh chóng triển khai thực hiện, không ngừng nghỉ kể cả ngày thứ bảy chủ nhật để kịp tiến độ, trên tinh thần kiểm tra, phát hiện các cái thiếu sót, sai phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các cái hành vi vi phạm để chấn chỉnh kịp thời, không để tồn tại các cái thiếu sót, sơ hở liên quan đến công tác phòng cháy cháy, ngăn chặn ngay từ ban đầu. Theo ghi nhận của phóng viên, trong một buổi kiểm tra của lực lượng chức năng tại khu chợ trung tâm thành phố đã được đưa vào vận hành và sử dụng khai thác từ năm 1997, nên tới thời điểm hiện tại, trên các bức tường tại khu chợ xuất hiện nhiều vết nứt, dây điện chằng chịt, rắm rối và không khó để nhận ra tình trạng cơ sở vật chất tại nơi đây đang xuống cấp nghiêm trọng, dẫn đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Dưới đây là cái toàn bộ là cái vật liệu chữa cháy khi mà tập điện với cái hình thức là tập điện rơi thì là làm cái nguy cơ như vậy. Hết giờ ấy thì đã được cắt điện rồi, nhưng mà đang trong thời gian vận hành như thế này thì nó sẽ nguy cơ nó sẽ rất cao, nhưng mà có thông thoáng không có vấn đề gì, nhưng mà phía dưới thế này lại có những cái vật liệu như thế này là nó sẽ rất nguy hiểm. Đại diện Ban Quản lý chợ cho biết, để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ, Ban Quản lý chợ đã triển khai nhiều biện pháp, phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy, trong đó thường xuyên tuyên truyền qua loa phát thanh, cắt cử nhân viên quản lý vận hành điện, đi kiểm tra các hộ kinh doanh, nhắc nhở chủ kinh doanh, sắp xếp hàng hóa gọn gàng để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy tốt nhất khi có sự cố xảy ra. Thì về công tác kiểm tra của ngay của cơ quan chức năng ấy, thì ban quản lý chợ và đội cũng đã rất là ghi nhận những cái ý kiến đóng góp và những cái chỉ ra những cái khuyết điểm và thiếu sót hiện tại vẫn còn tồn tại, ví dụ như hệ thống điện cũng đã xuống cấp và cũng còn để cho một số kinh doanh là bày bán hàng hóa và treo hàng hóa thì vẫn để che lấp những cái tiêu lệnh cũng như là những cái điểm phòng chữa cháy. Thì trong thời gian tới thì ban quản lý chợ và đội chợ quản lý trọng tâm sẽ tăng cường thêm công tác kiểm tra kiểm soát hàng ngày về công tác phòng cháy cháy. Thì về vấn đề phòng cháy chữa cháy thì nói chung là an toàn và mà anh nói chung là các hộ kinh doanh rất chấp hành nghiêm chỉnh về những vấn đề mà chợ với lại bên phòng cháy chữa cháy đề ra. Đấy, sau khi anh chị em kinh doanh ở chợ trung tâm cũng rất là chú ý đến vấn đề về phòng cháy chữa cháy, vì đấy là tài sản của mình đã gửi gắm ở chợ. Tuy nhiên là thời gian kinh doanh ở chợ thì đã vào
từ năm 96 đến giờ là đi vào 26 năm, bước sang năm thứ 27. Tôi cũng mong muốn là trong thời gian gần nhất và sắp tới này thì ban quản lý chợ sẽ cố gắng là tạo điều kiện là để cải tạo đường điện của chợ để cho đảm bảo an toàn cho việc phòng cháy chữa cháy của chợ trung tâm, cho chị em chúng tôi yên tâm trong việc kinh doanh. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường. Tuy nhiên, nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại về người, tài sản trên địa bàn cả nước trong vài tháng vừa qua là lời chuông cảnh báo trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình kinh doanh này. Chính vì vậy, trong đợt tổng rà soát lần này, các quán karaoke, quán bar, vũ trường cũng là một trong những cơ sở được lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra, chấn chỉnh về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra một số cơ sở karaoke trên địa bàn thành phố, lỗi phổ biến có thể kể đến như các cơ sở đều chưa lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố trên đường thoát nạn, chưa có cầu thang kín, chưa trang bị mặt nạ lọc độc, phương tiện cứu nạn như búa tạ, kìm cộng lực, xà beng, đặc biệt là sử dụng các tấm kính như gương phản chiếu gây khó khăn cho việc quan sát hướng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Chúng tôi cũng rất là tán thành, đồng tình với cái chủ trương kiểm tra rà soát các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn để thứ nhất là cũng để cho các cơ sở nắm được những cái thông tin, cái yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy trong cái giai đoạn hiện nay và những quy định hiện hành để mà đảm bảo an toàn nhất trong việc công tác kinh doanh dịch vụ, bảo toàn an toàn cho tính mạng và tài sản. Trên cơ sở hôm nay kiểm tra thì chúng tôi đang tạm ngừng kinh doanh hoạt động, nhưng mà khi mà tới chúng tôi cũng sẽ xem xét về vấn đề là có thể tiếp tục đầu tư hay không. Nếu chúng tôi tiếp tục đầu tư kinh doanh loại hình này thì chúng tôi cũng sẽ phải thực hiện đầy đủ những cái quy định mới hiện hành về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như công tác an ninh trật tự về kinh doanh dịch vụ này. Qua quá trình công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thì chúng tôi đã gặp một số khó khăn nhất định trong công tác kiểm tra. Thứ nhất là các chủ cơ sở đều chưa nhận thức rõ, có hiểu biết hạn chế về cái trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó dẫn đến công tác cung cấp hồ sơ tài liệu còn thiếu sót. Thứ hai đó là các chủ cơ sở chưa thực hiện đúng đủ hoặc thực hiện một cách hời hợt tất cả các kiến nghị trước đó trong các đợt kiểm tra trước, từ đó gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm hành chính. Trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi hết sức rà soát kiểm tra 100% cơ sở quản lý có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó nêu cao nhận thức của người dân đề phòng tốt hơn về công tác phòng cháy chữa cháy. Có thể nhận định rằng đợt tổng kiểm tra rà soát về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần này là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết, là cơ hội để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác này. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an các huyện, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giảm thiểu những thiệt hại do cháy nổ gây ra, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các đồng chí, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, lưu lượng người tham gia giao thông thường có xu hướng tăng cao hơn. Trước thực trạng trên, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông song song với công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông, đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Là một thành phố trẻ, Cao Bằng đang thu hút khách du lịch từ mọi miền đất nước. Chính vì thế, mật độ người tham gia giao thông trên địa bàn gia tăng. Để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã triển khai các đợt cao điểm, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát giao thông mang sắc phục màu vàng thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường thành phố Cao Bằng bất kể ngày đêm đã rất quen thuộc với người dân nơi đây. Trong 10 tháng đầu năm 2022, tình hình tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Xảy ra 65 vụ tai nạn, giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Làm chết 34 người, bị thương 76 người. Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa thiệt hại về con người, vật chất
và những hậu quả nghiêm trọng do tai nạn giao thông gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phòng Cảnh sát Giao thông thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, đã xử phạt được 1.599 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 48 xe ô tô, 440 xe mô tô, tước 389 giấy phép lái xe, số tiền xử phạt hơn 3,4 tỷ đồng. Nguyên nhân tai nạn giao thông chủ yếu là người tham gia giao thông điều khiển phương tiện không chấp hành nghiêm luật giao thông, chủ yếu là các lỗi vi phạm về điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, chất kích thích trong cơ thể, tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, vượt quá tốc độ quy định, xe quá khổ, quá tải. Việc sử dụng chất kích thích, nhất là rượu bia khi lái xe là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông. Thực hiện việc tuần tra kiểm soát từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 2022, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã xử lý 32 trường hợp vi phạm, số tiền phạt 68 triệu đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông tại địa phương được duy trì ổn định, không xảy ra các hiện tượng ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông cơ bản được kiềm chế. Để đạt được kết quả này, lực lượng cảnh sát giao thông nói chung và phòng cảnh sát giao thông nói riêng đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và Cục Cảnh sát giao thông. Đặc biệt đã triển khai các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022, dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và mùa du lịch hè năm 2022, bảo vệ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong vòng 3 tháng từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022. Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, các chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm về nồng độ cồn, kiểm soát tải trọng xe. Việc đảm bảo an toàn cho nhân dân là mục tiêu mà toàn thể cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang hướng tới. Vì vậy, ngoài nỗ lực quyết liệt vào cuộc của các lực lượng chức năng, ý thức chấp hành luật giao thông của mỗi người dân là rất quan trọng để góp phần đẩy lùi những tai nạn đáng tiếc. Nhất là vào dịp cuối năm, nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động giao thông vận tải tăng cao, sôi động hơn. Chuyên mục An ninh Cao Bằng tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại!